Hi, chào tất cả các cô chú bác anh chị các bạn. Mình quay cho tất cả mọi người coi cái solar bằng bằng ánh năng lượng mặt trời á các bạn. Mình treo mấy cái đèn này, các bạn thấy đẹp không? Dễ thương ha. Đó, đây là cái cây nho thân gỗ hay còn gọi là Jabotikaba. Đó anh chị các bạn thấy không? Bây giờ bắt đầu nó đang có trái nha. Nó đang có trái anh chị các bạn. Đó, đây là mình trồng trong cái chậu. Mình muốn chia sẻ với mọi người, mình thấy nó đẹp quá nè. Nó đang có bông nhiều lắm các bạn. Lý do là mình bỏ phân bông liên tục á. Nó ra đợt này đợt thứ hai. Đầu năm hồi khoảng tháng 3, tháng 4 thì nó ra bông một lần và mình ăn vào khoảng tháng 5. Xong cái mình gãi tiếp thì bây giờ nó lại ra bông ra trái nữa anh chị các bạn. Mình zoom lại cho mọi người coi. Gõ không ta, đây là trái của Jabotikaba. Đó anh chị các bạn thấy không, cái trái nó đó. Và đồng thời á, cái bông của nó trong cái thân nó mọc ra chi chít rất là nhiều hiện tại luôn các bạn. Đó anh chị các bạn nào nhìn thấy rõ không ta? Đó, nó bông trái bên đó nữa. Ra bông nữa nè anh chị các bạn. Đó. Thì mình thấy là cây này nó ra trái được hai vụ nha anh chị các bạn, được hai mùa đó, mà mình thấy đây là năm đầu tiên mà mình thấy mình bỏ bông liên tục mà nó ra bông liên tục luôn các bạn, bởi vì mừng quá muốn quay cho anh chị các bạn coi, chia sẻ với mọi người. Đó, cái cây này rất là dễ thương, cái dáng rất là đẹp. Đó, quay cho mọi người coi. Mình mua mấy cái đèn solar, mình không có cần ghim điện mà nó hút nắng mặt trời các bạn. Và tự do ban đêm nó chớp chớp như vậy nè. Đó anh chị các bạn thấy nhìn đẹp không? Đó, xong cái dòng ở dưới mình cũng mua về mình chế biến á. Mình quấn vòng vòng, mình design ra cái vòng vòng cái chậu các anh chị các bạn. Nhìn thấy dễ thương không? Đó. Mình đang tưới cây xong cái mình thấy đẹp quá, nó thôi để mình quay phim cho chia sẻ với anh chị các bạn coi ha. Cái cây này thiệt là đẹp luôn á. Cái tướng của nó nhìn thấy thoáng đẹp không các bạn? Nó ra bông bắt đầu có trái nhiều lắm. Thì mình thấy cái trái của thằng này, thân nho thân gỗ này nè, từ lúc mà ra bông cho tới có trái khoảng chừng tháng mấy là mình ăn được á các bạn. Nó rất là nhanh. Mà hiện tại giờ bắt đầu phát sữa vô mùa lạnh rồi các bạn, tháng 10 rồi. Mình không biết là nó có ok cho mấy cái bông hay không nha các bạn. Nhưng mà mình thấy là nó có thể ra bông quanh năm đó các bạn, được hai mùa đó. Mà nếu mà mình gãi phân bông nữa thì nó sẽ ra nữa đó các bạn. Cái phân bông này rất là good luôn. Mình có nói với các bạn đó, cái loại phân bông này là cái loại phân bông mà mình hay xài. Đó là cái loại phân bông này anh chị các bạn. Mình bỏ đây rất giờ nó tối rồi. Đây là cái hiệu của phân bông. Hoặc mình không có biết là bây giờ người ta còn bán cái loại này nữa hay không nha các bạn. Nhưng mà nó là mình mua lâu rồi, nó là organic á. Thành ra nó rất là good luôn các bạn. Mình cứ để ngoài sân nè. Nhiều khi mình mỗi lần lâu lâu mình tưới cái là mình cứ gãi lên trên cái chậu đó đó. Thành ra cái cây đó nó lại có bông. Đó anh chị các bạn. Đó mình để ngoài luôn. Tại hồi xưa mình mua nhiều lắm. Mình giờ mình có nghe một số bạn nói là kiếm không có. Nhưng mình không biết là bây giờ nó có lợi nữa hay không. Các bạn cứ check ha. Mình mua trên mạng á. Đó anh chị các bạn. Mình thấy nó... Mình cứ gãi nó liên tục hoài à thì nó sẽ ra bông đó anh chị các bạn, mà thật sự là như vậy luôn. Thì bây giờ mình thấy cái cây Jabotikaba với lại cây này nè, nó ra bông ra trái, mình thấy mình vui lắm. Tại vì lần đầu tiên đó các bạn. Đó anh chị các bạn nhìn thấy dễ thương không? Mình có để chú tiểu nhỏ nhỏ nè. Đó. Còn ở bên cây khế này là có ông Phật tổ đang ngồi nha các bạn. Đó, cái cây khế của mình các bạn thấy nó vui vui không? Nó rủ xuống giống như cây liễu rồi đó. Đó, mình trồng cây khế với ông Phật ngồi dưới gốc cây khế. Đó, quay cho tất cả các bạn coi decoration chút xíu cho nó vui vui. Mình thấy nó cái này nó work anh chị các bạn. Cái đèn solar này mình không cần ghim điện, mình chỉ hút nắng mặt trời. Nhưng mà tối về thì nó lại ra cho mình đèn á. Thích lắm luôn các bạn. Đó, một chút chia sẻ với mọi người ha. Về cái vườn trước cửa nhà mình chút xíu. Ok, bye. Chào tất cả mọi người. Bye bye.